Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hổ Ba Dũng và báo đốm Hoàng Yến choảng nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin ở những bản tin trước, sai lầm lớn nhất của bà Đặng Thị Hoàng Yến chính là kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa, lên số tiền lên tới 2,5 tỷ đô. Từ vụ kiện, ông Ba Dũng không mất tiền mà mất danh dự, bởi vì sự kiện mà người ta biết đến ông Ba Dũng là người để bụng và tìm cách triệt hạ những ai dám nhắm vào ông, và Tân Tạo hiện nay cũng đang phải điều đứng về điều đó. Thực ra bà Đặng Thị Hoàng Yến không còn thiết tha gì với Tân Tạo nữa. Dù cho Tân Tạo có tàn tạ mấy, bà cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì bà đã rút phần lớn tiền về Mỹ. Tuy nhiên, những cổ đông của Tân Tạo giờ phải gánh hậu quả những gì bà để lại. Hầu hết những cổ đông của Tân Tạo là những nhà đầu tư vốn mỏng, chứ không nhiều tiền như bà Đặng Thị Hoàng Yến. Đây là hình ảnh Tân Tạo giờ không còn gì nữa. Tân Tạo do bà Yến làm chủ đã từng thuê công ty của chồng là Vietnamland san lấp mặt bằng khu công nghiệp. Chồng bà Yến thuê nhiều đối tác san lấp mặt bằng. Khi đã hoàn thành thì ông này lại chạy sang Mỹ, không thanh toán số tiền còn lại trong hợp đồng với đối tác san lấp. Còn bà Yến thì làm đơn ly dị. Khi bị các công ty san lấp đòi nợ, bà lại nói không liên quan vì đã ly dị. Hơn nữa, bà và chồng là hai công ty riêng biệt. Tòa án đã chất vấn đòi chứng minh Tân Tạo đã trả tiền san lấp cho Vietnamland thì bà Yến không đưa ra được bằng chứng để chứng minh. Và tòa buộc bà Yến phải trả tiền cho những người san lấp, bà nhất quyết không chịu. Đây là hình ảnh thời hoàng kim của Tân Tạo, bây giờ chỉ còn là quá khứ. Việc tòa án buộc bà Yến phải trả tiền cho những người san lấp hợp lý. Tuy nhiên, bà Yến đã thuê luật sư cãi chứ không chịu trả tiền cho đối tác. Hiện tại, người chịu thiệt nặng nhất đã từng là những người đã săn lấp công việc cho Tân Tạo của bà. Đây là khó mà kết luận lừa đảo, bởi vì vụ việc được đưa ra tòa giải quyết mà tòa án tại Việt Nam thì rất dễ bị công lý. Họ bẻ cong vì tiền, vì quyền. Về quyền và tiền thì đối với tác của bà không thể so sánh với bà được. Nhiều người cho rằng bà Đặng Thị Hoàng Yến rất giỏi tung hỏa mù. Bà chiếm với ông Ba Dũng là thật, và dựa vào đó bà đổ lỗi cho âm mưu của Nguyễn Tấn Dũng nhằm trả thù việc bà khởi kiện. Nên bà Yến nhất định không đồng ý với phán quyết của tòa. Sự thành kiến này khiến cho tập đoàn Tân Tạo của bà lâm vào vướng mắc khó gỡ, vì thủ tục tiếp theo nếu không trả thì tập đoàn Tân Tạo buộc phải tuyên bố phá sản. Những quyết định của ông Nguyễn Tấn Dũng nhằm vào bà trước kia vì những động cơ trả đũa ông Trương Tấn Sang là có thật, nhưng vụ những người săn lấp đòi nợ sau này lại hoàn toàn tách biệt. Sở dĩ họ đòi rất mạnh là vì uy quyền của ông Sang không còn, chứ không phải âm mưu của ông Dũng xúi giục. Cũng nên chú ý là công ty Quốc Linh khởi kiện đòi tiền ngay khi đại hội lần thứ 13 kết thúc, với kết quả là đàn em ông Trương Tấn Sang là ông Trương Hòa Bình không trúng cử ủy viên Trung ương Đảng. Ngay trong lùm xùm kiện cáo, bà Yến chỉ đạo ban quản trị Tân Tạo chuyển sang Mỹ cho bà 2.000 tỷ đồng để thực hiện dự án do bà chịu trách nhiệm bên Mỹ. Hành động này cho thấy không còn người đỡ đầu, bà Yến tính nước rút tiền bỏ chạy. Việc kiện tụng om sòm chỉ là chiêu trò và tung hỏa mù để thực hiện chót lọt việc chuyển tiền ra nước ngoài. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng và bà Đặng Thị Hoàng Yến. Rồi tới đây, những gì liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Việt Nam sẽ không còn nữa. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể hại được bà nữa, và ông vẫn đi vào Tân Tạo mà đập. Lúc này, những đối tác chưa được Tân Tạo trả nợ và những cổ đông còn lại của Tân Tạo sẽ lĩnh đủ. Đấy chính là bức tranh hổ báo quần nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay. Sân chơi lớn luôn là rủi ro cho những người có vốn yếu và thế lực mỏng. Các cổ đông tưởng sẽ bám vào Tân Tạo là đứng trên vai người khổng lồ, nhưng cuối cùng thì họ lại gánh hậu quả của những tay chơi lớn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các ông cựu chủ tịch nước già thì đã xỉu, chỉ còn ông cựu thủ tướng vẫn cứng. Người ta nói nhìn sâu sau là biết sức khỏe chính trị của người bảo kê, bởi những doanh nghiệp được bảo kê được thế lực chính trị chống đỡ. Nếu thế lực yếu đi thì doanh nghiệp làm sao chịu nổi với những công kích của thế lực chính trị khác. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, tập đoàn Tân Tạo của cha em bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Đặng Thành Tâm
Tập đoàn Tân Tạo được hình thành từ rất sớm, gắn với những tên tuổi lẫy lừng miền Nam một thời như ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết, cả hai đều là cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thời ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước từ năm 1996 cho đến năm 2000. Trong một nhiệm kỳ của ông ở ghế quyền lực nhất của thành phố lớn nhất đất nước, tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến rất mạnh, gần như không ai địch nổi. Tiếp theo là thời của Nguyễn Minh Chiết kế nhiệm ông Trương Tấn Sang, tập đoàn Tân Tạo cũng phát triển rực rỡ. Ông Nguyễn Minh Chiết làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được một nhiệm kỳ rồi ra trung ương. Như vậy, trong hai nhiệm kỳ ứng với hai đời bí thư, chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm đã đưa Tân Tạo lên đỉnh là doanh nghiệp lớn và hàng nhất nhì Sài Gòn lúc đó. Thời ông Lê Thanh Hải lên thay ông Nguyễn Minh Chiết nắm chiếc ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì Tân Tạo không còn mạnh vô đối như xưa mà có phần giảm sút đi. Sài Gòn lúc này là sân sau của gia tộc Lê Trương đỡ đầu, đó là tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm mưa làm gió khi đó. Cả ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Minh Chiết ra trung ương, nhưng hai ông này không thể nắm được chức vụ quyền lực trong tứ trụ mà là nắm chức vụ hữu danh vô thực, đó là chức chủ tịch nước. Tuy Tân Tạo 10 năm sau, thời hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết làm bí thư không còn quá hùng mạnh, nhưng thế lực thì vẫn mạnh lắm vì dựa vào uy của ông chủ tịch nước. Ông Nguyễn Minh Chiết và Trương Tấn Sang cũng mất hết đến 10 năm để giữ chiếc ghế chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Ông Nguyễn Minh Chiết thì không phải là người của ông Nguyễn Tấn Dũng quan tâm vì nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên với Trương Tấn Sang thì khác, ông Nguyễn Tấn Dũng không ưa ông Trương Tấn Sang vì ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng là một cặp bắt tay chống ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Đó là lý do Nguyễn Tấn Dũng quyết ngăn chặn con đường làm ăn của bà Đặng Thị Hoàng Yến ở dự án nhiệt điện Kiên Lương. Việc bà Đặng Thị Hoàng Yến bị ông Nguyễn Tấn Dũng đi sát ván trong khi đó, hai người chống lưng bà không làm gì được, mặc dù là lúc ông Nguyễn Minh Chiết và cả ông Trương Tấn Sang còn tại vị chủ tịch nước. Điều đó cho thấy độ cứng của hai ông chủ tịch không bằng độ cứng của ông thủ tướng. Bất lực trước chiêu trò của Nguyễn Tấn Dũng, bà Yến phải chạy sang Mỹ để lánh nạn và bỏ để sử dụng truyền thông từ bên ngoài phối hợp với cánh truyền thông bên trong của ông Sang tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Đến năm 2016, cuộc chiến giữa ông Sang và ông Ba Dũng còn gọi là cuộc chiến ba tư chấm dứt khi cả hai ông phải về hưu. Quyền lực chính trị sau đó thuộc hết về tay ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đánh giá là cứng cựa nhất so với các lãnh đạo đã về hưu. Từ năm 2016, khi mà cả hai ông cựu chủ tịch nước đã về hưu thì xem như độ cứng cũng hết. Cả hai đều xìu, chẳng thể nào đỡ được tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến và không biết có thể bám vào đâu nữa. Ở phía sau, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu cũng còn rất cứng, ông xây dựng sự nghiệp cho Nguyễn Thành Nghị và cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết của ông. Nhiều người đánh giá trong các quan chức về hưu thì Nguyễn Tấn Dũng là cứng cựa nhất. Với thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng đang hồi sinh qua sự bắt tay với đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì xem như thế lực của ông Thủ tướng về hưu vốn đã cứng, nay còn cứng hơn. Dựa vào hai ông cựu chủ tịch nước đã xìu lâu ngày, tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến đang đi vào giai đoạn cuối của nó. Hai ông cựu chủ tịch nước thì cố gắng mấy cũng không làm được gì để giúp bà Đặng Thị Hoàng Yến hồi phục lại Tân Tạo. Hết thời rồi.